console thế hệ kế tiếp Xbox Series X. Xbox Series X sẽ bán ra thị trường vào mùa mua sắm năm tới với giá và cấu hình chưa được công bố. Thiết kế Xbox Series X vừa được Microsoft công bố trong sự kiện The Game Awards. Microsoft gọi đây là dự án Project Scarlet. Phó chủ tịch phụ trách bộ phận game của Microsoft, Phil Spencer cho biết, giá bán cũng như cấu hình Xbox Series X sẽ được tiết lộ gần thời điểm ra mắt. Tất nhiên, giá bán Xbox Series X sẽ rất khác Xbox One và PlayStation 4. Trong khi Sony định giá bán PlayStation 4 ở mức $400 vào thời điểm ra mắt, Microsoft bán Xbox One với $500. Ngoài cái tên chính thức, Microsoft còn công bố thiết kế tổng thể của Xbox Series X, trông giống một chiếc hộp cỡ lớn. Thiết kế gây nhiều tranh cãi và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Cùng Xbox Series X, Microsoft còn hé lộ bộ điều khiển không dây mới Xbox Wireless Controller, được thiết kế mới cho trải nghiệm chơi game hiệu quả và thú vị hơn. Xbox Wireless Controller có thêm nút share mới giúp game thủ chụp ảnh màn hình và ghi clip dễ hơn bao giờ hết. Ngoài ra, Xbox Wireless Controller còn được tích hợp cụm điều khiển Lightpad, giống của Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Còn một điểm rất đáng lưu ý khác là Xbox Wireless Controller mới sẽ tương thích với Xbox One và máy tính chạy Windows 10. Về kỹ thuật, Microsoft hứa hẹn game console mới sẽ cung cấp đồ họa 4K tại 60 khung hình trên giây, có thể nâng lên 120 khung hình trên giây, và hỗ trợ công nghệ VRR 8K. Xbox Series X sẽ sử dụng chip thiết kế riêng được phát triển trên kiến trúc Gen 2 và RDNA mới nhất của AMD. Microsoft cũng xác nhận Xbox Series X có khả năng tương thích ngược, nghĩa là người dùng vẫn có thể chơi các game Xbox One trên máy chơi game mới.